Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trai nhảy Ngọc Thuận nhá hàng khoảnh khắc ảnh cưới lãng mạn. Khoảnh khắc ảnh cưới lãng mạn của Ngọc Thuận và bà xã kém 17 tuổi nhận về vô số lời khen ngợi của người hâm mộ. Tuy chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng cả hai lên ảnh rất xứng đôi. Mới đây, nam diễn viên Ngọc Thuận thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi khoe ảnh cưới chụp cùng bà xã Bích Ngọc. Xem qua hình ảnh, chẳng ai nghĩ rằng Ngọc Thuận và bà xã hơn kém nhau 17 tuổi bởi cả hai trông rất đẹp đôi. Chưa kể, khoảnh khắc ảnh cưới của cả hai vô cùng lãng mạn khiến bao người suýt xoa. Ảnh cưới của Ngọc Thuận và bà xã kém 17 tuổi được người hâm mộ khen ngợi hết lời. Trước đó, Ngọc Thuận cũng đã nhá hàng khoảnh khắc đi thử trang phục cưới cùng bà xã, kèm theo đó là dòng trạng thái hạnh phúc. Cảm ơn em đã yêu anh, chúc cho chúng mình sẽ yêu thương nhau trọn vẹn. Hẹn quý người thương, quý bạn tại lễ tàn hôn của chúng tôi vào ngày 17 tháng 12, 2022. Ngọc Thuận và bà xã sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 tới đây. Theo Ngọc Thuận chia sẻ, anh và bà xã sinh năm 2003 đã đăng ký kết hôn, giờ chỉ còn chờ ngày đẹp tổ chức đám cưới. Về khoảng cách tuổi tác, Ngọc Thuận nói, vợ tôi sinh năm 2003, người thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi quen nhau trong một dịp tình cờ và khi gặp lại, cả hai nói chuyện thấy rất hợp, nên dần dần cảm mến rồi yêu nhau. Sau đó, tôi đã đến nhà xin phép bố mẹ Ngọc cho hai đứa tiến tới hôn nhân. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, chúng tôi không gặp trở ngại gì từ khi yêu cho đến lúc làm vợ chồng. Mối quan hệ của tôi và bà xã được cả hai bên gia đình ủng hộ, vun vén. Ngọc Thuận từng dẫn bạn gái ra mắt đồng nghiệp tại một sự kiện cách đây không lâu. Ngọc Thuận sinh năm 1986, anh là một diễn viên quen mặt của màn ảnh nhỏ. Nhắc đến Ngọc Thuận, khán giả sẽ nhớ đến những bộ phim nổi tiếng như Trai Nhảy, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Vợ Chồng Đậu Thời A Còng. Những năm gần đây, Ngọc Thuận lấn sân sang mảng kinh doanh và gặt hái được không ít trái ngọt. Nam diễn viên quan niệm, muốn theo đuổi đam mê phải có kinh tế vững chắc, vậy nên anh làm hai việc cùng lúc. Trai Nhảy do Ngọc Thuận thủ vai chính, từng làm bộ phim rất nổi tiếng. Ngọc Thuận gây chú ý với vai chú Quang trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Ngọc Thuận cũng tâm sự trước khi gặt hái được thành công, anh đã trải qua không ít thăng trầm, thậm chí có lúc mất trắng. Nam diễn viên kể, nhìn lại 10 năm đóng phim, tôi chẳng có gì trong tay ngoài vật giá trị nhất là chiếc xe hơi. Tôi bán xe và tất cả đồ đạc của mình, lấy ít vốn để kinh doanh máy móc, thử sức ở lĩnh vực mới, không có kinh nghiệm. Tôi tiếp tục gặp khó khăn và cuối cùng là mất tất cả. Trước khi thành công, Ngọc Thuận cũng từng thất bại. May mắn sau dự án phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, Ngọc Thuận khởi sắc trong diễn xuất lẫn kinh doanh. Cụ thể, nam diễn viên cho hay, tôi hợp tác, làm gì mọi người cũng biết đó là Ngọc Thuận đóng Gạo Nếp Gạo Tẻ. Hiện, tôi mở trang trại, nuôi vịt đẻ trứng khoảng 3.000 con. Tôi cũng đã mua được đất và xây nhà ở quê, đó là mơ ước lớn nhất cuộc đời. Tôi không ngờ thực hiện được trong thời gian ngắn. Trải qua nhiều thăng trầm, Ngọc Thuận vẫn gắn bó với nghiệp diễn, sở hữu gương mặt điển trai và lối diễn xuất tự nhiên chính là lợi thế của Ngọc Thuận. Hiện, công việc lẫn chuyện tình cảm của Ngọc Thuận đều có được trái ngọt. Vào tháng 12 tới đây, hôn lễ của Ngọc Thuận dự rằng sẽ có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự. Ai nấy đều vui mừng khi thấy nam diễn viên in bề gia thất ở tuổi U40. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ mong chờ đám cưới của Ngọc Thuận vào tháng 12 này. Nam diễn viên điển trai giờ đã là người đàn ông của gia đình. So với những sao nam đồng trang lứa, Ngọc Thuận tuy kết hôn khá muộn nhưng lại đúng thời điểm. Ở giai đoạn sự nghiệp khởi sắc, Ngọc Thuận càng thêm phần viên mãn khi gặp được ý trung nhân. Còn bạn, bạn thấy sao về ảnh cưới của Ngọc Thuận và vợ kém 17 tuổi? Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.